Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh 2 tháng 9, sáng 31 tháng 5, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ viếng các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Trong không khí trang nghiêm, với lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với những người con ưu tú của quê hương đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước các đồng chí lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, lực lượng vũ trang tỉnh đã thành kính đặt vòng hoa dân hương lên đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ, tri ân và đến thắp hương từng mộ phần các anh hùng liệt sĩ. Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long là nơi yên nghỉ của gần 2.400 anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược và trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc.